vận dụng tính chất cơ bản của phân số. Ở phần 1, đó là phần kiến thức, các con cần lưu ý. Khi cùng cộng hoặc trừ cả tử số và mẫu số cùng với một số tự nhiên, thì hiệu giữa tử số và mẫu số không thay đổi. Các con nghe lại một lần nữa và cô sẽ có ví dụ ngay để các con tìm hiểu nhé. Khi cùng cộng hoặc trừ cả tử số và mẫu số cùng với một số tự nhiên thì hiệu giữa tử số và mẫu số không thay đổi. Bây giờ cô có ví dụ sau. Các con cùng nhìn nhé. Ví dụ. Cô có phân số 3/4. Phân số này sẽ có điều gì khi mà hiệu của nó không thay đổi? Thì các con thấy hiệu của tử số và mẫu số ban đầu sẽ là bao nhiêu? Hiệu của mẫu số, cô viết tắt nhé. Thôi cô viết rõ ràng. Hiệu của mẫu số và tử số là 4/3, thì hiệu của nó bằng 1. Đây, các con nhìn nhé, đây chính là hiệu ban đầu. Bây giờ, khi mà cô cùng thêm vào tử số, đây, khi mà cả tử số và mẫu số cùng, đây, các con nhìn, chúng mình cùng cộng của cả tử số và mẫu số cùng với một số tự nhiên.